Tại hội nghị, các chuyên gia khí tượng đều cho rằng năm 2013, ở nước ta, nhiều hiện tượng thời tiết thủy văn, hải văn nguy hiểm đã xuất hiện và phá vỡ các mốc lịch sử trong hơn 50 năm qua. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông nhiều nhất với 19 cơn, đặc biệt là cơn bão Haiyan với sức gió mạnh cấp 16, cấp 17, được thế giới ghi nhận là mạnh nhất trong lịch sử khí tượng thế giới. Hay giữa tháng 12 năm 2013, tại Bát Sát và Sapa, Lào Cai, Đồng Văn và Quảng Bạ, Hà Giang xuất hiện mưa tuyết kéo dài, nhiều nơi tuyết dày hơn 30 cm. Tại Nam Bộ, chiều cường trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lập mức lịch sử mới là 1,68 m vào ngày 20 tháng 10 năm 2013. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra những nhận định mới nhất về mùa mưa lũ năm 2014. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng ở mức xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm, khoảng từ 10 đến 12 cơn, và số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 4 đến 5 cơn, trung bình nhiều năm là khoảng 5 đến 6 cơn. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2014 tiềm ẩn yếu tố bất thường, cần đề phòng những cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc bão, áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn. Tiếp theo thì xin kính thưa các đồng chí.